xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ đúng mọi người biết mình đang ở đâu. Đấy, nhìn lúc này chắc chắn là sẽ không biết được rồi. Hiện tại mình đang ở sân bay Fukushima nha. Nếu nói về độ đón tiếp khách du lịch một cách thực sự rất là nồng nhiệt cũng như là chu đáo thì chắc chắn không thể bỏ qua được đó chính là về phía tỉnh Fukushima mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên mà tụi mình đến Fukushima mà đấy, vừa mới đến là được tặng quà rồi nha. Đó chính là chú bò đỏ Akabeko. Nếu như bạn nào xem video của mình chắc chắn sẽ hay gặp chú bò đỏ này. Và ngoài ra thì còn được tặng bánh nữa. Đây là bánh manju, một loại bánh rất là thơm mùi sữa và đặc sản của Fukushima mọi người ạ. Ngoài ra thì cũng có nước trà đào nữa nha. Đây mới gọi là cực kỳ tâm lý nha mọi người ơi. Trời ơi, bên tỉnh còn chuẩn bị cả sách và có cả tiếng Việt nha. Nếu ai mà rơi vãi kiến thức về phong cảnh thì coi như là được bù đắp rồi đấy. Sân bay là phải được ngắm sân bay đúng không mọi người? Và tình cờ là tụi mình còn được ngắm máy bay nữa cơ. Tại vì hôm nay cũng có một chuyến nội địa ấy. Sân bay Fukushima thì được khánh thành vào năm 1993. Thế nhưng mà lúc đó thì đường bay chỉ có dài tầm 2.000m thôi và nằm ở giữa khu vực đồi núi vùng Tamagawa và thành phố Sukagawa. Thế nhưng mà sau này thì đã được mở rộng lên đến tận tầm khoảng 2.500m mọi người ạ. Và đã đi chính thức đi vào hoạt động vào năm 2000. Người cũng đừng cảm thấy bất ngờ quá nha, tại vì ở sân bay Fukushima thì được đặt rất nhiều những bức tượng siêu nhân to như thế này, hay là những nhân vật hoạt hình nổi tiếng được dựng lên, bởi vì tác giả của những tác phẩm này là xuất thân từ tỉnh Fukushima. Thế là đối với họ đây là một niềm tự hào vô cùng là lớn lao luôn. Họ đặt ở sân bay thì khách tham quan nè, khách du lịch cũng có thể dễ dàng chiêm ngưỡng. Ngoài ra ở đây thì còn có cửa và đường bay quốc tế trực tiếp cho khách du lịch từ Việt Nam qua Fukushima. Như vậy là đủ hiểu mọi người cảm thấy là bên tỉnh họ đã trân trọng khách du lịch Việt Nam mình như thế nào rồi đúng không? Người ơi, ở đây thì mọi người cũng có thể để thuê xe ô tô ở đây nhé. Đấy, rất là tiện cho những ai mà đi du lịch từ Việt Nam qua hay thậm chí là ở Nhật. Ví dụ mọi người đến mà không có xe mà muốn tự mình lái xe thì mọi người cũng có thể thuê xe ở đây nha. Đương nhiên rồi, không thể thiếu được đó chính là shopping, nơi mà mua quà lưu niệm đó mọi người, đó nơi mà mình cũng rất là hay ghé luôn. Ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể mua được những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Fukushima để về làm quà nha. Nhà hàng. Rồi ơi, mình đã vào đến nhà hàng rồi nè. Ui, thật sự rất là rộng luôn mọi người ạ. Nhìn nè. Ôi, ông này ăn gì ấy? Kare. Thật là hấp dẫn. Nhưng mà không phải của mình. Mọi người ơi, mình phải công nhận là cái củ cải nó ngon dã man luôn ý. Ăn nó kiểu hơi chua chua ấy, kiểu như là cải muối ấy mọi người. Ăn kiểu nó dai sòn sần sật luôn. Mình tin chắc là nếu như nhắc đến tỉnh Fukushima thì mọi người, các bạn cũng như là mình sẽ nghĩ ngay đến một cái thảm họa thật sự rất là đau buồn đã xảy ra ở đây. Đó chính là vào cách đây 10 năm, ngày 11 tháng 3 năm 2011, lúc 2 giờ 46 phút, một thảm họa kép động đất và sóng thần cực kỳ lớn đã xảy ra ở đây, làm nổ nhà máy hạt nhân Daiichi và gây ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng ở tỉnh Fukushima. Thì một phần là các cô chú trong trung tâm đã giới thiệu và giải thích thì mình cũng đã hiểu được cái nguyên lý hoạt động của các lò phản ứng này. Thì trong cái lò phản ứng hạt nhân này sẽ tạo ra một cái lượng nhiệt là hơn 2.000 độ C, nước trong đó sẽ được đun sôi tạo ra hơi nước và từ đó thì hơi nước sẽ tạo ra điện. Nhưng đến khi mà cái thảm họa này nó xảy ra ấy mọi người thì cái nhà máy này đã bị mất điện và làm gián đoạn quy trình trong lò phản ứng, từ đó thì không thể cho nước vào được nữa. Vậy thì hậu quả gì sẽ xảy ra? Đó chính là làm cho lò phản ứng hạt nhân bị khô cũng như là bị nóng lên, nhiên liệu tan chảy dẫn đến bùng phát bình chứa. Thì lúc đó mặc dù đã cố gắng hết sức, các bác kỹ sư đã cố gắng hết sức, thậm chí là dùng cái bình ắc quy của xe ô tô để phát điện này, hay là thậm chí là dùng nước của xe cứu hỏa để mà bơm nước vào, nhưng mà cái trận sóng thần thứ hai lại ập đến, thế là đã bị thất bại. Và cuối cùng là ba lò phản ứng đã bị nổ và gây ra tình trạng tràn bức xạ, phóng xạ hạt nhân ra bên ngoài, là làm ảnh hưởng đến mọi người một cách rất là nghiêm trọng. Để mọi người có thể hình dung ra rõ hơn cái thảm họa kép này nó đã kinh hoàng như thế nào thì mọi người cũng có thể xem bộ phim, đó chính là Fukushima 50 thảm họa kép nhé. Một bộ phim thật sự rất là nổi tiếng luôn ấy. 2019 là tất cả đều là không, tức là không có cái nào bị loại hết. Nhưng mà trước đó thì là vẫn có trường hợp bị loại là tại nó vừa mới xảy ra không lâu mà. Rồi mà xảy ra một cái sản phẩm nào đó mà bị loại chẳng hạn thì là coi như những cái sản phẩm cũ, cái
khu vực đó đó đều nằm trong cái diện là bị hạn chế. Thành ra là mọi người mà mua cái thức ăn của Fukushima từ siêu thị, là cửa hàng, là đảm bảo rằng tất cả những sản phẩm đó là đều đã được test qua phóng xạ hết rồi, ok rồi người ta mới đem ra bán. Fukushima県内では約3000箇所にあのリアルタイム線量計というのも設置してあります。Thì đó là đại diện cho những cái tia phóng xạ đang tồn tại ở xung quanh mình. もし目に見えたらこんな風に見えます。Nếu mà mình nhìn được bằng mắt thường thì nó sẽ là như thế này. Cái này trong không khí đúng không? Đúng rồi, trong không khí. Bây giờ là đang có ở xung quanh mình luôn đây nè. Nếu mà những phóng xạ nhưng mà ở trong đây ấy, là không có cái gì mà nó phát phóng xạ hết, nó chỉ là cái không khí bình thường thôi đó. Mọi người có thấy thú vị chưa? Anh là phục vụ ở đây à? Anh là phục vụ ở đây à? Mình là robot nói anh là phục vụ ở đây. Ôi ơi, robot này hay quá nhỉ? Tại sao anh mà mới biết tại sao mà được cầm lên xe không? Bởi vì cái này nó là nhựa, ăn xong mình vứt đi à, chứ không phải là sứ à, không phải là như kiểu thủy tinh đâu, nhìn giống thủy tinh nhỉ mọi người nhỉ, nhựa nha. Đây là kem, thêm một lớp kem nữa. Mọi người ơi, thì hiện tại bây giờ mình đang đến cái trung tâm mà nơi gọi là cũng kiểu bảo tàng ấy mọi người, xong bắt đầu cho mình xem lại cái quá trình mà bị xảy ra động đất cũng như là sóng thần. Vì là tụi mình là người đến để có thể lấy tư liệu được ấy, thế là được đeo cái băng rôn này khác với những khách khác đến đây đó. Thì bây giờ chắc là đợi top đó, trước đó thì có một top vào xem rồi, thế là tụi mình phải đợi tới tiếp theo ấy. Mọi người ơi, sau khi mà xem video thì bây giờ tụi mình sẽ được đi quay phim cũng như là chụp ảnh những cái tư liệu ở tại nhà truyền thống này nhá. Đấy, ở đây hầu như đều có tất cả các mốc thời gian, ngày tháng năm rất là rõ. Những cái năm này là mình cũng chưa được ra đời nha mọi người. Đây 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 chính là nhà máy hạt nhân này mọi người. Cái nhà máy 1, nhà máy 2, nhà máy 3, nhà máy 4. Thì khi tất cả các nhà máy nổ ấy, thì chỉ có một cái nhà máy 2 này là không bị nổ thôi. 1995-2004. Đây, đây chính là cái tàng dư sau cái trận động đất ấy mọi người. Đó. Ở đây người ta có ghi rất rõ ngày tháng năm. Vào năm 2011 tháng 3 ngày 11 lúc 14:46 thì trận động đất xảy ra. Những bác kỹ sư làm trong nhà máy mọi người ạ. Và tất cả những hình ảnh mà được chụp lại này là những hình ảnh mà 100% có thật nhé mọi người nhé. Mọi người thì các bác kỹ sư này, cứu hộ này, mọi người cùng nhau cố gắng bàn bạc và thậm chí là cứu hộ những người mà bị mắc kẹt lại trong thảm họa. Những cái đồ dùng mà mọi người cũng như là họ thu thập được thì đều được lưu trữ và đặt lại trong bảo tàng này để mọi người có thể đến tham quan và nhìn thấy được những cái gì mà đã xảy ra cách đây 10 năm. Khắp các mặt báo rồi trang báo của Nhật, hầu như là toàn nước Nhật đều đưa tin về cái vụ thảm họa kép này. Thậm chí là sau cái thảm họa kép thì còn xảy ra những cái trận hỏa hoạn rất là lớn. Mọi người thì cùng phải hô cao cái khẩu hiệu gọi như là cùng nhau cố gắng đấy mọi người. Như mọi người thấy ở đây thì chính là một cái mô hình mô phỏng cái cỗ máy kiểm tra bức xạ xem là gạo có bị nhiễm phóng xạ hay không ấy mọi người. Nếu như mà bị nhiễm thì đương nhiên cái lô hàng đó sẽ bị hủy hoàn toàn, bởi vì nếu như bị nhiễm thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người. Thế là họ kiểm tra cũng thực sự rất là nghiêm ngặt luôn. Nhưng mọi người nếu như mà có ăn gạo của Fukushima thì cũng hoàn toàn yên tâm, bởi vì những cái hàng họ xuất đi ấy đều đã được kiểm tra ngặt nghẽ và thực sự rất là an toàn rồi nhé. Thì bây giờ hiện tại mình đang ở J-Village, cháu không biết mình nói có đúng hay không nữa. Thực ra đây ấy chỉ là một phần thôi mọi người ạ, bởi vì sân bóng rất là rộng, có tới 11 sân cơ, mà trời thì vừa mới mưa xong thì cũng lại sẩm tối rồi nên mình không thể quay rõ được, nên mọi người thông cảm nha. Ngoài ra đây là một sân bóng rất là đặc biệt, bởi vì cái sau cái khi mà xảy ra cái thảm họa kép thì mọi người đã di chuyển tới đây và coi như đây là một cái nơi căn cứ để có thể lánh nạn này, rồi là chăm sóc nhau, hỗ trợ lẫn nhau ở đây rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng là nơi làm việc của các chú kỹ sư làm trong lò phản ứng hạt nhân, nơi mà các chú để đồ đạc để phục vụ cho cái công việc của mình. Hơn nữa ấy, thì sân bóng này cũng được khá là nhiều những cái tuyển thủ nổi tiếng họ đến đây để luyện tập cũng như là thi đấu. Thế nhưng mà ngoài ra thì đương nhiên là những em học sinh như cấp 1, cấp 2, cấp 3 này, những người bình thường mà có nhu cầu sử dụng ấy thì họ vẫn có thể đến để sử dụng nha mọi người nhé. Và theo như mình được biết thì sân bóng này thì tuyết sẽ không bao giờ rơi vào mùa đông. Và ngoài ra thì sân cỏ này ấy thì có hai loại cỏ, đó là một loại cỏ cho mùa hè và một loại cỏ cho mùa đông. Trời ơi, sò nó mềm lắm luôn đấy mọi người ạ. Kiểu như rất là êm chân luôn. Tự nhiên mà ba sân là có liên quan. 11 sân mọi người có tất cả 11 sân. Tony, Saka.
ハチサカ、はい。決定。シュート。いやいやいや。Em đang làm gì đấy? Em đang làm gì đấy? Lạnh quá, chạy vận động. Sao sao nó đi chậm sao nó sợ đấy? Mọi người ơi, thì cứ chỉ có thể tới giờ ăn thôi. Này, hơi sexy nha. Sexy. Wow, hai sáng này. あんま開けない方がいい。たくさん食べることが大事なんじゃないか。この素材、そのままの味を楽しむことが大切な。Địa điểm tiếp theo mà tụi mình được tham quan đó chính là cái nơi mà đã xảy ra trận đại sóng thần năm ấy, chính là bờ biển phía đằng kia mọi người ạ. Và mọi người nhìn thấy tấm ảnh trên tay ông không? Nơi ngày xưa cách đây 10 năm mình người dân họ sống ở đây rất là đông và những ngôi nhà thì xin giết nhau. Và chính trận đại sóng thần đã cuốn đi tất cả mọi thứ. Chính cái mỏm đá đằng kia mọi người có thấy không? Trận đại sóng thần đã cao tới, nó kiểu nó dâng cao tới cái mức mà gần như là ngập cái mỏm núi đấy mọi người ạ. Và những cái ngôi nhà mà mọi người nhìn thấy đây ấy là những ngôi nhà vừa mới xây được những năm gần đây thôi, chứ thực ra trước đó là người dân đã gọi như là đi di tán nơi khác sinh sống vì nhà cửa cũng như đất đai của họ bị nhấn chìm hết, mất cả tài sản, rất là bi thương luôn mọi người ạ. Như thế là mọi người đã đủ thấy là nó tàn phá kinh khủng tới cỡ nào rồi đúng không? Không những thế, sau khi mà sóng thần qua đi thì nó đã xảy ra là hỏa hoạn nữa cơ mọi người. Và ông cũng chính là một trong những nạn nhân trải qua cái đợt sóng thần năm ấy, và ông và gia đình cùng với bà ông và vợ ông may mắn thoát nạn trên một chiếc xe ô tô. Thậm chí sóng thần còn đánh chiếc xe của ô tô của ông bắn ra và tưởng chừng như là không thoát được. Thế nhưng mà rất là may mắn ông đã thoát được, và về sau ông có đi di cư đến nơi khác sinh sống nhưng cảm thấy vẫn đây là quê hương của mình, nên ông đã quyết định là trở lại đây sinh sống và làm việc. Và ông cũng là một người thật sự rất là kiểu như là suy nghĩ tích cực cái mọi người. Khi mà quay lại đây thì ông cũng đã giúp đỡ rất là nhiều mọi người, những người mà gặp khó khăn sau cái trận đại sóng thần đó, ví dụ như đi dọn dẹp lại nhà cửa thành phố hay tìm những người bị mất tích còn lại chẳng hạn. Đấy, mọi người nhìn qua ảnh này mọi người có thể thấy đây cũng là một phần những cái công việc mà ông cũng đã từng làm. Và hiện tại thì những khi mà nghe ông kể mọi người, ông còn bảo với tụi mình là nếu như có gặp sóng thần hay nghe bất kỳ một cái tin tức gì, hay thậm chí là thấy nó ở trước mặt đi chăng nữa, phải chạy thật nhanh và chạy ngay đi, không chần chừ, bởi vì sẽ rất là nguy hiểm. Không nên tò mò và đến gần và đến cái nơi mà trú ẩn an toàn nhất có thể. Và tất cả những cái đồ đạc mà mọi người nhìn thấy đây đều là những cái đồ đạc mà còn sót lại sau cái trận đại hồng thủy đó. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Rất là bi thương luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày thứ 2 mà tụi mình ở Fukushima. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi hái gì đố các bạn biết? Quả cà chua. Cà chua. Quả. Quả chua. Cà chua. Mình sẽ dùng cái ngón tay của mình ngắt cái ngọn, ngắt cái cành trên này nhé. Ngắt ở trên. Chứ không phải chỉ hái mỗi quả nên để cuốn. Cô tôi đã chặt thì cũng đại chứ. Hoặc là mình bẻ luôn cái cuốn, mình lấy cái này không cũng được. ただこれを残した方が日持ちがします。野菜の検査は今も2ヶ月に1回やってて、もう10年間ずっとやってますけども、一度もこのハウスの中で基準値を超えたことはないです。で、bạn Tú mới hỏi là về cái kiểm tra phóng xạ như thế nào thì cứ 2 tháng một lần trong suốt 10 năm nay là cứ liên tục kiểm tra thì là cái house của bác này là chưa một lần nào bị vượt qua khỏi cái tiêu chuẩn cả。放射線検査だけじゃなくて、私たちは農薬の検査とかも、必ず定期的にやっていて。ngoài cái việc mà kiểm tra phóng xạ, mình còn kiểm tra cả nồng độ cái thuốc trừ sâu hay là gọi là thuốc nông nghiệp á, nô gia cư á, phân bón này loại kia nữa. 私たちも安心して食べることができている。thì chính bản thân họ cũng ăn mà, cho nên là cái việc kiểm tra này nọ kia thì họ cũng làm cho họ ăn cái sản phẩm của mình nó cũng rất là yên tâm đấy. Furagaru này có nghĩa là những cô gái ở Hawaii. đấy, nhìn nó ngon giống như những cô gái ở Hawaii. Ok, đi thôi, let's go. Nhưng mà ngon đúng không? Nhưng mà dễ ăn đúng không? Đây. Cái quả hồng đã là ngon không? Ngon lắm. Không còn gì tuyệt vời hơn. Ngon thật sự luôn. Mọi người ơi, thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn. Đây, Wonder Farm, một cái nơi hái cà chua rất là nổi tiếng ở Fukushima. Nếu như mọi người có cơ hội thì mọi người cũng có thể đến đây để hái nhá. Thật sự rất là ngon và sạch luôn. Đây là nơi mà tụi mình đang chưa nha mọi người. Có kẹt vào thôi.
これかぼちゃのスープ。体にいいわ。福島来たら健康になる。ちゃんでいい。パンもトマトもうまい。Rồi mọi người ơi, đây là trái cà chua to nhất Nhật Bản nha. Nói đi, quả cà chua. Tomato của anh. Tomato của anh, điêu thế sẽ mang về nhà đi. Đi em mua thêm cái. Quả chua của anh. Rồi thì bây giờ tụi mình sẽ đi lên núi, lên vườn bông. Nhưng mà đâu quay cái nó. Nhưng mà wata tori iku. Wata. Bông. Tiếng Nhật qua tang nghĩa là bông mọi người ạ. Bên đằng kia là núi kìa. Còn đằng đây là ngọc. Đây là ngọc. Trời ơi, đây là ở trên núi. Và ở trên núi thì có núi. Mình đang trên núi. Được, mọi người ơi, bây giờ tụi mình đã đến nơi rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Chỉ nghĩ là tới đây để hái bông đơn thuần hay không thôi thì thực ra đằng sau đó là một câu chuyện thật sự rất là cảm động luôn mọi người ạ, mà mình đã được nghe từ các bác trồng bông ở đây. Thực ra trang trại bông này thì đã có cách đây 10 năm rồi, cũng chính là vào lúc thảm họa kép đã xảy ra làm nổ nhà máy hạt nhân Daiichi và gây ra thảm họa hạt nhân phóng xạ, nhiễm phóng xạ mọi thứ thật sự rất là tồi tệ luôn. Và lúc đó thì đất đai, nhà cửa xung quanh mọi thứ dù có trồng rau thì cũng không thể ăn được vì đất đã nhiễm phóng xạ rồi. Cá thì cũng bị nhiễm phóng xạ do mực, do nó ngấm xuống biển ấy mọi người. Đấy, thế nên là mọi người ở đây thì cũng không muốn rời bỏ quê hương của mình mà không biết là làm thế nào để có thể sinh sống, sinh hoạt ở đây bây giờ. Thế là các bác mới bàn bạc nhau và không biết là nên trồng cái gì để mà vừa giúp ích được cho mọi người, vừa có thể sinh sống và làm kinh tế được. Thế là các bác mới tìm ra một cái loại đó chính là trồng bông. Trồng bông thì vẫn có thể may quần áo để mặc, vẫn có thể để làm dụng cụ mà không hề ảnh hưởng tới sức khỏe con người mà vẫn có thể tạo ra nền kinh tế. Bác rất là tâm lý để chuẩn bị ra, chuẩn bị đôi giày để cho ra hái bông rồi mọi người. Đấy. Mọi người đây là cái túi mà cô, mọi người đây là cái túi mà cô tháo bông để cho bông vào ấy mọi người. Đấy. Người ơi, bông nè, nhìn xinh chưa? Trời ơi, sò mềm lắm mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong túi nhé. Nào. はい。これを次の日、次の年にまいて育って、そういうふうに。じゃあ、作る時に種と綿で分けて。みゆ、みゆ、バッボンギ、みゆ、バッドちゃ。みゆ、ちょっと、ごせんな。おー、ちょっと、かぼんとね。みゆ、かめ、かん、たのんぞよ。 Mọi người có tò mò là tại sao hạt bông lại nhìn có vẻ màu sẫm chứ không phải là màu trắng không? Mà trong chuyện này, trong sách vở mình học cái giống kiểu bông trắng phau phau đó thì thực ra là đây mới chính là bông nguyên gốc nha mọi người. Đó, còn đâu cái bông trắng mà mình thấy ấy, thì đó là cái bông mà người ta đã trồng như kiểu trồng lai này, hoặc là người ta cho thêm những cái tạp chất, cái chất khác vào để kiểu cho nó thành màu trắng nha mọi người. Nó chưa chín ấy thì nó sẽ màu xanh như thế này mọi người ạ. Đó. Còn đây đến khi mà nó chín rồi thì nó như thế này. Đấy, khi mà chín rồi thì là như thế này. Thế xong rồi là nó sẽ nở ra thành như thế này. Mình thu hoạch nó. Đây là thu hoạch rồi nha mọi người. Đấy. Rất là vui khi mà được trải nghiệm đi thu hoạch bông mọi người ạ. Cảm giác sò bông sướng dã man luôn ý. Với cả là thực sự đây là một công việc cũng rất là vất vả, nhưng mà các bác ở đây làm việc thực sự là rất là có tâm, chỉ muốn là sản xuất ra những cái bông và đem đến cho mọi người, những người tiêu dùng ấy, ở một chất lượng nhất có thể. Và chính những người đó dùng đôi bàn tay của mình để dệt và để đan thành cái túi như thế này. Ở đây thì các bác còn sử dụng tận dụng những cái tấm pin năng lượng mặt trời như thế này. Đây là có 11 tấm mọi người ạ, đã bị vỡ một tấm rồi. Và các bác sử dụng để như kiểu tích điện và có những cái bình ắc quy như thế này. Đây mọi người nhìn này, đấy những cái bình ắc quy này khi mà nó tích đầy điện rồi thì nó sẽ tự động ngắt. Và sau đó thì các bác sẽ sử dụng cái điện này và phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở trên núi này. Những cái vùng xa xôi như này, đương nhiên họ ở Nhật thì đâu cũng có thể bắt điện nhưng mà nó vẫn tiết kiệm được phần nào đúng không? Mọi người ơi, ở đây thì không phải chỉ trồng bông đâu, mọi người nhìn này còn trồng rau, trồng hành,
đó, trồng rất là nhiều rau củ quả rồi có cả súp lơ nữa đấy, một gọi như cái trang trại nông trại rất là mình thấy cũng khá là rộng ấy, từ trải từ trên kia xuống bên dưới này đấy. Có một điều nữa mà làm mình khá là ấn tượng, ở đây còn có cả kiểu cái nhà con như kiểu bên trong còn có đầy đủ giường gối để nghỉ ngơi, thậm chí đồ đạc thì cũng được xếp rất là ngăn nắp và gọn gàng luôn nhá mọi người nhá, rất là sạch sẽ luôn chứ không hề như kiểu là bị đất cát hay là bẩn bụi đâu nhá. Đây này, đây chính là những cái sản phẩm mà các bác đã tạo ra này. Đấy, đây là cái cuống bông ấy mọi người. Đây, cái cuống bông các bác kiểu như là bôi thêm màu ấy. Mà đã được giới thiệu cũng như là hướng dẫn cách thu hoạch bông và được trải nghiệm ở đây, chúng ta sẽ mình sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người vào địa điểm tiếp theo. Hawaiians も楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。え、じゃあまたね。はい。お元気で。じゃあ私はここで。お元気で。ありがとう。ありがとう。頑張ってください。はい、ありがとうございました。Cho tới tận khi mà tụi mình về, mọi người các bác còn rất là vẫn nồng nhiệt và kiểu như thể hiện cái sự hiếu khách của mình, kiểu như còn đưa tụi mình xuống đến tận chân núi và vẫy tay chào tạm biệt tụi mình cơ. Điều đó khiến mình thực sự cũng rất là xúc động ấy. Trời ơi, nếu mà không đến Fukushima thì chắc mình sẽ không biết một cái địa điểm vui chơi mà cực kỳ đã như thế này đâu. Đây chính là một cái khu nghỉ dưỡng có tên là Hawaiianzu ấy mọi người. Và ở đây ấy, thì có 6 công viên trải giải trí suối nước nóng, nhà tắm thì được chia làm nam nữ riêng, có cả bể ngâm trong nhà, bể ngoài trời và có cả sân golf nữa. Bây giờ thì tụi mình đang được đi tham quan một vòng ở Hawaiianzu này mọi người. Đây là một cái khu vui chơi giải trí cực kỳ lớn luôn ấy, mà tại sao mình lại không biết sớm hơn ta? Cái lộ sư cây đi lộ tên bây giờ là cái nơi mà tăng được lộ chi mà được đi hết công nhận là thế giới của mình. Em dạy Sayaka từ không. Bây giờ anh hỏi đi, anh hỏi là Sayaka học được gì? Không, hỏi là có yêu anh không. You love me? Không. Dạy được đúng không? Xong rồi là chị trả lời không? Về nhà đi ra ngoài được. できてる。できてる。何しとんの？やめてやめてやめて。よ。よ。ようやったわ。よ。Mọi người nhìn này, miếng thịt ngon chưa? Ăn nó ngậy rồi mọi người ạ. Đôi này thì lúc nào thấy cầm điện thoại rồi làm nhàn rồi. Mọi người ơi, vào đây mọi người sẽ được thưởng thức những vũ điệu nhảy múa và cực kỳ rực lửa. Thì ở trong đó thì sẽ không được quay video đâu, nhưng mà bọn mình thì vừa xem xong, bây giờ đang đi ra ngoài để lấy đồ. Mọi người, thì hiện tại tụi mình đang ở chùa Shiramizu Amida Do, và đây là một ngôi chùa duy nhất tại Fukushima nha. Và ngôi chùa thì đã được xây dựng vào năm 1160, vậy là tức nghĩa là đã cách đây khoảng hơn 900 năm rồi mọi người. Tại vì bây giờ là 2021 đúng không? Thôi không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ tụi mình sẽ đi tham quan ngôi chùa nha. Let's go. Thì cũng giống như những ngôi đền khác, nếu như mình đi đến những ngôi đền hoặc ngôi chùa mà mình bốc quẻ, và nếu như không may mình bốc được một cái quẻ mà không may mắn ấy, thì mình có thể gửi lại chùa. Đấy, thì ở đây mình thấy khá là đặc biệt và độc đáo, đó chính là gửi lại trên cây thông mọi người ạ. Bình thường ấy, bình thường là người ta sẽ để một cái giống như kiểu là một cái chỗ để mình buộc riêng đúng không? Nhưng đây là buộc lên cây thông luôn. Đó, kiểu mình thấy khá là ấn tượng với cái điều này mọi người ạ. Thiệt không? Thiệt. Hôm nay thì không có, nhưng mà mình nghĩ là vào những gì quan trọng chẳng hạn như là Tết này hay là những ngày lễ này thì chắc chắn mọi người sẽ thắp hương ở đây và cầu nguyện. Đó, thắp hương ở đây. Hết lên núi
thì bây giờ mình sẽ xuống biển nha mọi người. Trêu vậy thôi, chứ đây chính là trung tâm nghiên cứu thủy hải sản của tỉnh Fukushima, nằm ở bên ngoài mặt là bờ biển. Và cái dòng chữ trên cái bảng này đó chính là cá của Fukushima thì rất là ngon đó nha. Hơn nữa mình sẽ cho mọi người xem một thứ rất là đặc biệt, chính là bức tranh này. Bức tranh này thì tác giả chính là anh ngư học, một nhà ngư học tên là Sakanakun, một người rất là nổi tiếng về đam mê bất tận về cá. Mọi người biết tất cả các loại cá, thông thạo các loại cá luôn. Và anh, ngoài ra thì anh còn ví dụ như là tham gia các hoạt động diễn thuyết hay là viết lách này. Anh đã viết và vẽ tặng trung tâm nghiên cứu thủy hải sản này đấy mọi người ạ. Mấy bạn xem video của mình đừng nhìn cái cảnh này tưởng là các bác đang lên làm cá để đem ra chợ cá bán đâu nhá. Không phải đâu, đây là các bác trong hội nghiên cứu cá và các bác đang làm cá để đem đi xét nghiệm kiểm tra xem cá có bị nhiễm phóng xạ hay không. Nhìn thì có vẻ tưởng là đơn giản nhưng thực ra là có quy trình cá đó nha mọi người. Đầu tiên ấy sẽ phải bắt cá lên cái tàu tiết cá này, hoặc là những cái người ngư dân ấy họ sẽ đánh bắt cá và đem mang đến cái trung tâm nghiên cứu thủy hải sản này. Sau đó thì là các bác trong hội nghiên cứu sẽ mổ cá ra, đo trọng lượng, khối lượng và kiểm tra, sau đó mới đem đến cái máy để test cái nồng độ phóng xạ mà xem cá có bị nhiễm hay không ấy. Thì tức đây là những cái cá mà cái thuyền hoặc là các những cái người mà đánh bắt họ đem tới, mà không phải tất cả cái này mình đều đem đi kiểm tra đâu. Họ sẽ chọn là một tuần, một mẫu, một loại cá. Cho nên là họ cứ đem tới đây, sau đó là những cái nhân viên họ mới từ đây họ mới lựa ra là họ sẽ lấy cái mẫu nào đem đi kiểm tra. Một tuần một loại, một con. Sau khi mà họ làm xong như vậy, họ sẽ tạo thành những cái gọi là những cái mẫu kiểm tra như vậy. Mỗi mẫu kiểm tra là từ 100 đến 150 gram. Và họ sẽ đem đến cái Nojosoko Center, mình nói là cái trung tâm tổng hợp nông nghiệp. Ở chỗ đó người ta sẽ bắt đầu đo nồng độ phóng xạ. Thì những cái thông tin thể hiển thị trên này, thứ nhất là ngày tháng nào, thứ hai đó là tên của cái thuyền nào, rồi tên của con cá, trọng lượng bao nhiêu. Đây bác đang cho tụi mình xem cái máy mà để test xem cá có bị nhiễm phóng xạ hay không á mọi người. Đấy, nó nằm ở bên sâu đằng sau trong kia đó. Rất tiếc là tụi mình không có được vào xem. Mình nghĩ là do để cái mức độ an toàn của nó, thế nên là tụi mình chỉ đứng ở bên ngoài thôi mọi người ạ. Buồn quá đi. Thông qua những cái hoạt động cải thiện cũng như là nỗ lực của họ thì bây giờ là cái thủy hải sản của họ là đã an toàn rồi. Cho nên là cũng mong mọi người là có đầy đủ thông tin và yên tâm dùng những sản phẩm, dùng những cái thủy hải sản của họ. Bây giờ mọi người ơi bây giờ chúng tôi đi Iwaki Ramyu nhá. Mất rồi. Mi chan itarashai. Mọi ơi, cái miso này nhìn có vẻ ngon hết. Trong chợ cá này thì mình thấy rất là nhìn cá có vẻ tươi và ngon cực kỳ luôn đấy mọi người. Đấy, Miu đang chỉ mấy con mực đấy. Và ở đây ấy, sau khi mà tụi mình vừa có ghé qua trung tâm nghiên cứu thủy hải sản thì khi mà đến đây tụi mình cũng rất là yên tâm nếu như mà mua và sử dụng cá ở chợ cá này. Nhìn trông rất là tươi mới và rất là ngon, cách bảo quản, cách đóng hộp thì tụi mình cũng rất là yên tâm khi mà sử dụng ở đây. Đấy mọi người nhìn này. Đó, chớ ước gì có thể quất được về, gửi được về Tokyo thì hay biết mấy. Tại vì như kiểu tụi mình như bản thân mình rất là thích ăn hải sản luôn. Đấy, ở đây thì mọi người cũng có thể nhìn được các cô bác, các người ngư dân ấy, họ làm cá, họ đóng gói, họ bảo quản. Rất là yên tâm luôn. Cá ở đây thì mọi người nhìn này. Đó, mình thấy có vẻ rẻ hơn ở Tokyo rất là nhiều ấy. Hến này mọi người. Miu biết con gì đây không? Con gì ấy biết không? Con hến, con nghêu, con sò. Khi nghe Osusume thì Ngọc đã mua cá chỉ vàng nướng. Cá chỉ vàng hay cá gì nhỉ? Cá gì á? Cá này là cá gì nhỉ? Không biết cá này cá gì. Cá này cá chỉ vàng đúng không? Ừ. Đúng rồi, nó giống cá chỉ vàng. Để ăn không ngon cấm dần. Đây là lần thứ hai mà mình mua giống hải rồi đó. Kêu mua gì là thèm mua theo đó luôn. New Mafia. Nice and no. Kamome mechcha kiteru.
đây là bao nhiêu nhỉ? 0,06 giới hạn là, em không nhớ như là 0,7. Mọi người ơi, đây chính là cho ăn nấm mẹ mọi người đây. Tại vì ông ta không ăn được nấm, thế nên là cái suất này không có nấm mọi người ạ. Đây là chị Trang, chị Trang đang ngưỡng đỏ mì Lưu đang đợi cho đói. Mọi người ơi, sau khi mà ăn uống no say đấy xong thì bây giờ tụi mình đến địa điểm tiếp theo, đây chính là ngọn hải đăng. Nhìn nhà mọi người to chưa? Ồ, ấy, y chang. Đằng kia là núi mọi người ơi. Đằng kia chắc chắn là núi, nếu không phải là núi thì vẫn sẽ là núi. mọi người ơi, nhìn bạn nhá, nhìn cái mọi người có nhìn thấy ở trong này, mọi người sẽ nhìn thấy những cái ống khói này này. Đấy. Nhìn cái này giống như kiểu nhà máy nhiệt điện phản lại. Không biết thấy gì luôn. Thánh nháy ảnh. Chụp địa điểm tiếp theo mà tụi mình đến để trước khi kết thúc chuyến hành trình 3 ngày 1 đêm tại Fukushima này thì đó chính là đi tham quan động thạch nham Abukuma mọi người ạ. Trời ơi, thật sự rất rất là lạnh luôn. Sao tao không ở trong là 7.3 độ. Ôi trời ơi, là 8.6 độ. Trời má bạn ơi, nó xong với bạn. Vào chị. Ok, mở cửa ra. Mừng ơi, mở cửa. Wow. Trời ơi, mọi người ơi, chị bảo là cái động này giống như kiểu động gì hả chị? Động bằng phơ. Động bằng phơ, không phải. Phơ nó là Abukuma. Abukuma. Ở bên trong này là khoảng... Ủa, à ta. Ờ, đừng có mày ốc, có đèn. Cẩn thận nhé mọi người ơi. Cái mọi người nhìn lên cái hang đá đấy, mình đi mình không cẩn thận là sẽ bị va đầu như thế này. Ngọc thích không ha? Ngọc ơi, Ngọc khóc quá thích quá ha. Chỗ này là dành cho Ngọc đấy. Đây là mọi người, máy quay lớn lên là dễ bill đầu lắm đấy. Cho mọi người nhìn này. Ôi giời, nước nó bắn. Ôi, xong người ta có thể tìm ra được cái nơi như thế này để mà có thể biến nó thành một khu du lịch để cho mọi người vào trải nghiệm. Thì ở đây nó có tên là Hakino Goden. Goden là cái dùng như cái cung điện ấy. Thì chỗ này là cái vùng gọi là rộng nhất trong cả cái hang động này. Mọi người, đây là cái nơi rộng nhất nhá. Và từ đây tính từ cái chân của mình, từ chân mình đứng này đấy, đến trên đỉnh trên kia cao 30m. 30m nhá mọi người nhá. Sóng thần ở Fukushima là 15m. Đấy, và trong này kiểu mọi người sẽ có một cái cảm giác thực sự khá là, kiểu như nói là lạnh nhưng mà thực ra nó vẫn ấm hơn bên ngoài rất là nhiều. Mình cứ tưởng nó lạnh hơn cơ, tại vì thấy bên ngoài ghi có hơn 7 độ ấy. Đây này, ở đây này, đá nó có những cái hình thù cũng khá là đặc biệt ấy. Và nhiều khi mình cũng không thể tưởng tượng ra nó là những cái hình gì. Mọi người có biết đây kiểu nó giống hình gì không?
cứng lắm, nhìn trong cứng ngay tạm lạnh lạnh quá chị ạ. Nhiều, quá nhiều. Quá nhiều thế. Taki là gì? Taki nè. Taki nè. Hồ kê dương. Trời ơi, yêu chứ. Cô chán. Cô chán Miu. Thank you. Mai không được gặp Miu nữa rồi. Mọi người ơi, thì bây giờ hiện tại mình đang ở ga ở Fukushima để chuẩn bị về Tokyo, kết thúc hành trình 3 ngày. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem và theo dõi cái hành trình cũng như cái trải nghiệm của tụi mình. Thì bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị về Tokyo, thế là sẽ hẹn gặp lại mọi người ở Tokyo nha. Bye bye.